Chết tiệt, suốt mấy ngày mấy đêm rồi, thật là mệt quá đi. Không biết bao giờ mới tới được chỗ ngôi mộ cổ đó. Không được, không được, mình không được nản chí, mình không được bỏ cuộc. Mình khó khăn lắm mới di chuyển được tới đây. Đâu rồi, thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Chết tiệt, là quái vật gì đằng kia? Có kẻ lạ mặt xâm nhập vào hang vắng của chúng ta. Mau, cắn xé nó đi. Lũ chết tiệt, các ngươi đừng hòng đụng tới một cọng tóc của ta. Ta sẽ cho các ngươi tan xác trước khi các ngươi làm hại ta. Bây giờ không còn kẻ nào có thể ngăn cản mình được nữa rồi. Hay quá. Mình sẽ tới ngôi mộ đó, lật tung tất cả lên, phải tìm bằng được cơ thể của tên tử thi tái tình TV Man, rồi hút sạch tỷ của hắn. Có được thứ đó rồi, chắc chắn mình sẽ vô cùng mạnh mẽ. Mình có thể trở thành chúa tể mới của loài TV Man. Cuối cùng mình cũng sắp thực hiện được mong muốn của mình rồi. Bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu khó khăn, mình cũng đã vượt qua. Giây phút này đây, sắp thành sự thật rồi. Thứ khốn kiếp dưới ngôi mộ này, ngươi đâu rồi? Mau trồi lên cho ta. Hả? Sao chỉ còn lại một mảnh xương nhỏ đến như vậy? Chết tiệt thật, có còn hơn không? Mình nhanh chóng hút phần tỷ còn lại thôi nào. Tại sao mình không biến thành một tái tình chứ? Đừng khoan, mình cảm thấy một nguồn năng lượng sức mạnh dồi dào trong cơ thể của mình. Như vậy cũng được rồi. Đến lúc quay trở lại cái thế giới TV Man chết tiệt đó. Sao rồi, các ngươi tìm thấy hắn chưa? Tìm thấy tên TV Man phản bội, to gan, dám lấy cắp bản đồ tổ tiên của ta chưa? Dạ thưa chú ta, chúng tôi có đuổi theo hắn tới khu rừng rậm rạp ở phía tây thì bị mất dấu rồi ạ. Chết tiệt thật, tình huống đó ta mới bắt được hắn, ta phải cho hắn một bài học thật nặng. Kính thưa chú ta, cái bản đồ đó là bản đồ kho báu hay sao? Chắc có lẽ ngài cũng biết đường đi tới đó. Hay là ngài dẫn chúng tôi đi tới đó, sẵn tìm hắn, bắt hắn bằng được luôn đi. Thôi, ta chưa bao giờ coi tấm bản đồ bí ẩn đó. Nó là của tổ tiên ta để lại từ rất lâu rồi. Ta không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng ta nghe nói trong tấm bản đồ đó dẫn đến một ngôi mộ cổ. Thật đáng tiếc, để cho tên khốn kiếp đó lấy cắp đi. Vậy thì thưa chú ta, hãy cho tôi thêm lực lượng, tôi sẽ nhanh chóng chạy về khu rừng phía tây, tìm tất cả mọi ngóc ngách, bắt bằng được hắn về đây cho ngay. Các người không cần phải đi tìm nữa đâu, ta quay về rồi. Chết tiệt, cái giọng này sao quen quá vậy? Là tên TV Man phản bội đó. Khốn kiếp, người to gan dám giáng mặt về đây luôn à? Sao hình hài thì không phải? Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Chúa tể tài tình TV Man, ngươi không nhận ra ta à? Ta là kẻ mà ngươi cho là phản bội và đã ăn cắp cái bản đồ tổ tiên ngươi để lại đây. Bây giờ ta đã khác rồi, ngươi phải gọi ta là cụ tổ TV Man mới đúng. Gì chứ? Thì ra là ngươi. Mẹ kiếp ngươi, ngươi đã làm gì với tấm bản đồ mà tổ tiên ta đã để lại? Ban đầu ta tưởng rằng nó là một tấm bản đồ kho báu nên ta đã lén lấy nó đi. Nhưng thật không ngờ, nhìn kỹ lại, nó lại là một tấm bản đồ dẫn tới ngôi mộ của thủy tổ tai tình TV Man. Ngươi đã cái gì? Khốn kiếp này, không lẽ ngươi đã xúc phạm tổ tiên của ta hay sao? Không sai, ta đã quật mộ hắn lên, rút lấy xương tỷ của hắn và ăn vào bụng, thì ta trở thành thực thể như thế này. Đến lúc rồi, ta sẽ tiêu diệt ngươi tên chúa tể đáng ghét kia, và ta sẽ ngồi vào vị trí chúa tể mới của loài TV Man. Trịnh tiền, thuộc hạ đâu? Tiến lên, bắt hắn bằng được cho ta. Wow, thật là lợi hại,
Đúng là sức mạnh của thủy tổ tai thành tim em đang không hề đơn giản. Chết tiệt, chết tiệt. Người đúng là một kẻ độc ác. Ông trời sẽ không tha cho ngươi. Tổ tiên ta sẽ quay về dặn cổ ngươi. Ngươi hãy lo cho cái thân của mình trước đi. Đừng đem tổ tiên của ngươi ra chỗ ta. Khoan đã, sức mạnh của loài tai tình TV Man các ngươi nằm trong phần tủy. Hay là ta cũng hút luôn tủy của ngươi để coi thử sức mạnh của ngươi vào trong người của ta kết hợp với tủy của tổ tiên ngươi sẽ có gì thay đổi. Ngươi định làm gì? Chú ta Người của hắn. Gì thế này? Sức mạnh này, cơ thể này, không lẽ chính là của thủy tổ tài tình TV Man? Thật không ngờ tỷ của tên chúa tể tài tình TV Man đó đã giúp ta đạt được trạng thái này. Hay lắm. Lũ khốn kiếp TV Man nhỏ bé kia, kể từ nay các ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta. Ta sẽ là chúa tể của các ngươi. Kẻ nào chống lại ta, kẻ đó sẽ chết. Tiến lên nào các quái vật. Bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chống lại cái lũ TV Man xâm lược kia. Bọn ta không muốn xâm lược các ngươi. Nhưng tên chúa tể bọn ta ép. Bọn ta phải làm như vậy. Bọn ta xin lỗi. Không, thuộc hạ của ta. Lũ chết tiệt này, ta sẽ nghiền nát lũ chúng bay. Anh em cẩn thận. Xuất hiện thêm một con quái vật to lớn khổng lồ nữa kìa. Đúng là bọn rác rồi. Người chửi đúng lắm. Bọn chúng đúng là những kẻ vô dụng. Có cái việc nhỏ là đi xâm chiếm hành tinh khác mà cũng không làm được. Như thế này, một tên TV Man khổng lồ. Không lẽ ngươi là chúa tể của bọn chúng? Ngươi chính là kẻ đã âm mưu đằng sau sai khiến bọn chúng tới đây xâm lược hành tinh của ta. Ngươi thật thông minh đó. Ồ, nhìn ngươi cũng không hề nhỏ bé. Có lẽ ngươi là chúa tể của cái hành tinh này. Nơi này thật đẹp, thật nhiều khoáng sản. Ta cần phải chiếm lấy nơi đây để dự trữ năng lượng cho bọn ta tiếp tục đi xâm chiếm cái đa vũ trụ. Cái gì chứ? Thì ra các ngươi đúng là cái bọn đê tiện xấu xa nhất trong vũ trụ đây. Các ngươi có biết cái hành tinh này từng là hành tinh chết hay không? Bọn ta không có nhà để đi, đành phải sống ở nơi này. Bọn ta đã trồng từng cọng cây ngọn cỏ, tưới từng giọt nước mà có được như ngày hôm nay. Các người nói tới đây xâm chiếm là xâm chiếm hay sao? Ồ, thế à? Nhưng đó là chuyện của các người, ta không quan tâm. Các người nên nhớ rằng trong vũ trụ này không có công lý chính nghĩa, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Ta mạnh hơn các người, các người phải phục tùng ta. Chết tiệt, thứ xấu xa, bọn thiểu đây. Người đụng tới hành tinh này, bọn ta sẽ liều mạng với ngươi. Hả? Ngươi dám to gan chống đối lại ta hay sao? Chưa có kẻ nào có thể đụng tới một cọng tóc của cơ thể thủy tổ tai tình TV Man mà ta đang sở hữu cả. Kẻ nào nghịch với ta, ngay cả thuộc hạ của ta đều sẽ phải tan xác. Ngươi hôm nay to gan, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục chung một lượt với bọn chúng. Chết tiệt, sức mạnh gì thế này? Không, ngươi không được phá hủy hành tinh của ta. Ta có chết, ta cũng thành ác quỷ về ám ngươi. Thứ khốn kiếp này, ngươi dám chù éo ta. Vậy được, ngươi muốn chết, ta sẽ không cho ngươi tồn tại. Hành tinh này nữa là cái hành tinh thứ 15 rồi. Ta tiếp tục thu phục hết tất cả hành tinh trong đa vũ trụ này.